Đức Thế Tôn trên Kinh Vô Lượng Thọ đã nói cho chúng ta biết, khi chúng ta gặp phải tai nạn lớn, chỉ cần nhất tâm xưng niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì liền có thể thoát khỏi tai nạn. Lời nói này chúng ta mới nghe qua thấy hình như là mê tín. Thật ra nó thật sự là có căn cứ lý luận. Điều quan trọng nhất ở trong đây là nhất tâm xưng niệm thì mới có thể hóa giải được tai nạn. Tai nạn được hình thành như thế nào? Là do hiện tượng của những sóng niệm ác và tập khí ác hiện ra. Khi nhất tâm xưng niệm thì tâm này của bạn là thanh tịnh bình đẳng. Bạn phát ra cái sóng này, nó sẽ quấy nhiễu với sóng lên xuống bất định đó. Nếu như lực sóng này của bạn mạnh, bạn quấy nhiễu nó không thể quấy nhiễu bạn. Thanh tịnh bình đẳng sẽ san bằng sóng những tập khí ác và niệm ác đó. Vậy là hiện tượng tai nạn được hóa giải rồi. Đạo lý là ở chỗ này. Hiện nay nhà khoa học cũng hiểu được cái đạo lý này, nhưng nói không được rõ ràng như vậy. Họ phát hiện cả thế giới, thời trước đây nói còn có vật chất, nhưng theo cách nói hiện nay thì vật chất là hoàn toàn không tồn tại. Hiện tượng vật chất là do hiện tượng sống tạo thành. Cho nên sống nhất tâm xưng niệm này là tốt nhất. Nhất tâm chính là nhất chân pháp giới, là chân tâm. Toàn bộ tất cả sống động là vọng tâm. Chúng ta dùng chân tâm để mà hóa giải vọng tâm thì tai nạn được tiêu trừ. Hiện tướng mà nhất chân hiện ra là nhất chân pháp giới của chư Phật Bồ Tát. Là rất yên định, hòa bình, tốt lành, an lạc. Chúng ta phải thể hội thật kỹ cái đạo lý này, sau đó chúng ta mới khẳng định phương pháp trong các kinh điển Phật dạy cho chúng ta. Chúng ta biết được làm như vậy là thật sự có hiệu quả. Làm như vậy là được chư Phật Bồ Tát gia trì. Người thế gian chúng ta gọi là Phật Bồ Tát phù hộ. Bản thân bạn không thể được nhất tâm thì Phật Bồ Tát không thể gia trì được rồi. Chính bạn niệm được nhất tâm liền cảm ứng đạo giao với chư Phật Như Lai. Đạo lý nó là như vậy. Cho nên trong Phật Pháp thực sự là không có mê tín. Chỗ này nói văn danh kiến hình, đây là duyên. Luyến mộ tán thán, luyến mộ là học tập theo Phật Bồ Tát, tán thán là khen ngợi tán dương chư Phật Bồ Tát, là giới thiệu Phật Bồ Tát cho đại chúng. Chúng ta gọi là hoằng pháp lợi sanh. Khen ngợi là hoằng pháp lợi sanh, luyến mộ là y giáo tu hành. Từ đó cho thấy
Người như vậy chắc chắn là có thiện căn phước đức. Nghe danh hiệu, thấy hình ảnh là nhân duyên, họ là có đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Cho nên người như vậy thì ư vô thượng đạo, tất bất thói chuyển. Đây là nói quả báo của họ. Thường sanh nhân thiên, cụ thọ diệu lạc. Đây là người vẫn chưa có phát tâm cầu thoát khỏi lục đạo, mười pháp giới, vẫn chưa phát tâm. Họ hưởng sự vui vi diệu ở cõi trời cõi người trong lục đạo, chắc chắn không đọa ba đường ác, cũng sẽ không sanh vào trong cõi Atula. Tuy sanh vào cõi Atula là hưởng thụ, hưởng vui, nhưng mà tạo nghiệp. Họ hưởng hết phước báo rồi, nhất định sẽ bị đọa lạc. Trong cõi trời người thì nhất định gặp được bạn lành, gặp được thầy tốt, làm tăng thượng duyên cho họ. Người có thiện căn phước đức, gặp được thiện tri thức, họ đều có thể sanh niềm tin, có thể hiểu, có thể y giáo phụng hành. Đây là cái nhân thù thắng, nhân quả tương thục. Đây là người thật sự giác ngộ rồi. Giác ngộ thì không nên hưởng phước báo lâu dài ở cõi trời cõi người. Một khi hưởng phước thì không có chuyện không tạo nghiệp, là vô tình sẽ tạo nghiệp. Cho nên họ có thể xả bỏ phước báo của mình mà chuyên tu tịnh độ, thế là ngộ Phật thọ ký. Chúng ta biết ở trong thời đại này, lời này cũng là do chư Phật Như Lai nói. Thời kỳ mạt pháp chỉ có tu pháp môn tịnh độ là thành tựu. Quan trọng nhất của tịnh độ là tâm thanh tịnh. Hôm qua chúng tôi ở trên máy bay, tin tức trang nhất của tờ báo, do báo tiếng Anh đưa tin, kinh tế của Singapore suy thoái. Dự đoán đến mùa xuân năm tới còn khó khăn hơn hiện nay. Chính phủ nhắc nhở nhân dân phải chuẩn bị tâm lý. Nói như vậy, chúng tôi đã từng nghe nói rất lâu rồi. Tai nạn trong thế gian càng ngày càng nhiều, ngày càng cấp bách. Chúng ta phải xử lý như thế nào? Trước đây Lý Lão Sư nói, phương pháp duy nhất là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Câu nói này của Thầy là lời chỉ dạy chân thật. Cầu sanh tịnh độ cần phải buông xả vạn duyên. Cho nên ngày nay, việc xây dựng thôn Di Đà và niệm Phật đường là đại nhân duyên. Không những là hiếm có trong thời đại này hiện nay, mà trong vô lượng kiếp cũng hiếm có một lần nhân duyên như vậy. Chúng ta phải biết, chúng tôi đi qua các nơi ở hải ngoại, nơi nào cũng cầu chúng tôi, Pháp Sư à, xin Thầy thường trụ ở nơi này, Thầy ở đây giảng kinh độ chúng con. Bạn phải biết như thế là đã phá hoại đạo tràng. Một đạo tràng thù thắng có thể cứu giảng cả thế giới. Khi phá hoại đạo tràng này thì cả thế giới sẽ gặp tai ương.
Đạo tràng này giống như đài truyền hình, đài phát sóng vậy. Ở đây nó đang phát ra sóng tư tưởng bình tĩnh, sanh ra sức mạnh rất lớn. Bạn phân nhóm người này ra thành 4-5 nhóm nhỏ, phân chia ra thì lực của đạo tràng sẽ rất yếu ớt, không thể làm việc được, không giúp ích được gì cho tai nạn. Cho nên các vị hiểu rõ đạo lý này, chúng ta cần phải tập trung người niệm Phật trên toàn thế giới lại với nhau thì sẽ sanh ra sức mạnh rất lớn. Thế nhưng người thế gian đều là dùng tình cảm. Thầy ở Singapore không ở chỗ của con, tại vì sao không đến làm ở chỗ của con? Là do nhân duyên, mỗi cái đều có nhân duyên, chứ không phải yêu thương riêng một nơi nào, đâu có loại đạo lý này. Nơi nào có duyên thì làm ở nơi đó. Người thế gian đều làm theo cảm tình, đều vì chính mình. Làm ở chỗ của con, tốt nhất là làm trong nhà con. Cái dòng lẫn quẩn nhỏ như vậy, ở quốc gia này của con vẫn không được, ở tỉnh này của con, thành phố này của con, tốt nhất là ở nhà con. Vậy thì sao có thể ra khỏi tam giới được chứ? Làm sao có thể thoát khỏi luân hồi được chứ? Tâm lượng quá nhỏ rồi. Nhất định phải biết cái đạo lý này. Chúng tôi cảm thấy những người đó nhiệt tình, rất là đáng thương. Chúng tôi cũng rất là cảm kích, nhưng nhất định không được mắc lừa, tuyệt đối không được nghe theo họ. Chúng ta lấy sự ổn định, hòa bình của tất cả chúng sanh, của cả thế giới mà là mục tiêu. Cái lớn có thể chứa đựng cái nhỏ, nhưng cái nhỏ không thể chứa đựng được cái lớn. Xin xem tiếp đoạn kinh văn này dưới đây. Nhữ kim cụ đại từ bi, lân mẫn chúng sanh, cập thiên long bát bộ, thính ngô tuyên thuyết địa tạng Bồ Tát, bớt tư nghị lợi ích chi sự. Ở trong phẩm kinh này, đây là Bồ Tát Quan Thế Âm thay chúng ta đứng ra khải thỉnh. Lòng từ bi của Bồ Tát Quan Âm không có khác gì so với Bồ Tát Địa Tạng. Các ngài đều thương xót chúng sanh khổ nạn. Điều tám bộ chúng trời rồng không nghe kinh, không nghe thuyết pháp cũng tạo tội nghiệp. Đấy chính là tạo vật vì hết thảy bọn chúng sanh ta hiện tướng lưỡi rộng dài, dạng vô thượng diệu pháp. Mạng người vô thường, vinh hoa chẳng bền, gấp tìm nẻo về để khỏi phải chịu cái khổ trầm luân vậy. Việc lớn sanh tử phải dự bị trước, nếu đợi đến lúc sắp ra đi mới tu, chỉ e sẽ bị nghiệp lực đoạn mất. Sanh tử là việc lớn, vô thường nhanh chóng, nghe đến kinh sợ, nhưng còn lâu mới bằng khi thân trải qua nỗi đau đớn kịch liệt. Cổ nhân nói, thông minh bất năng địch nghiệp, phú quý khởi miễn luân hồi. Thông minh chẳng chống nổi nghiệp lực, phú quý chẳng tránh khỏi luân hồi. Sanh tử xảy đến, không có gì để nương dựa cả, chỉ có mỗi A-di-đà Phật là nương nhờ được thôi. Tiếc thay, người đời quá ít ai biết, kẻ biết đến, tin chân thật và thật sự niệm Phật lại càng ít hơn nữa. Ngày 30 tháng Chạp là ngày chấm dứt một năm. Nếu chẳng thu xếp trước cho khéo, thì chủ nợ, oan gia sẽ súng lại, lôi kéo, chẳng dung cho lỗi lầm của mình. Lúc lâm chung chính là ngày 30 tháng Chạp của cả một đời. Nếu tư lương tính nguyện hạnh chưa đủ, vẫn còn tham sân si, tập khí ác, thì oan gia chủ nợ từ vô lượng kiếp đến nay sẽ kéo đến bức bách, đòi nợ chẳng dung cho mình. Đừng nói những kẻ chẳng biết đến pháp môn tịnh độ, đành không biết làm cách nào, phải theo nghiệp thọ sanh. Dù là đã biết nhưng chẳng chăm chú tu hành thật sự thì cũng giống hệt như vậy, bị ác nghiệp lôi kéo vào trong tam đồ lục đạo, vĩnh viễn luân hồi. Muốn cầu con đường thoát khổ, chỉ có cách niệm niệm lo nghĩ đến lúc chết.
sợ rằng chết đi sẽ đọa lạc trong tam đồ ác đạo, thì Phật niệm sẽ tự thuần, tịnh nghiệp sẽ tự thành. Hết thảy trần cảnh sẽ chẳng thể đoạt được chánh niệm nữa. Cầu sanh Tây Phương đừng nên sợ chết. Nếu chết ngay hôm nay, thì liền sanh về Tây Phương. Đấy là như lời người xưa đã nói. Triêu văn đạo, tịch tử khả hỷ. Sáng nghe đạo, chiều chết cũng được. Lẽ đâu, ngày hôm nay phải chết lại chẳng chịu chết. Cứ tham luyến trần cảnh chẳng thể buông xuống, khiến cho do tham thành chướng, cảnh tịnh độ chẳng hiện, khiến cho cảnh tùy nghiệp thọ sanh trong đường thiện ác liền hiện. Cảnh hiện liền theo nghiệp thọ sanh trong đường thiện ác, vãng sanh Tây Phương hóa thành bánh vẽ. Vì thế, đối với người tu Tây Phương, chết hôm nay cũng tốt, sống thêm 120 năm rồi chết cũng hay. Hết thảy phó mặc nghiệp trước, chẳng lầm sanh ý tưởng tính toán so đo. Nếu như tính nguyện chân thành, thiết tha, báo hết mạng tận, thần thức bèn siêu tịnh vực, nghiệp trả lại trận lao, sen vàng chính phẩm nở hoa, Phật thọ ký một đời thành Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.